Hi, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình là Kiên và đây sẽ là cái video mình hướng dẫn các bạn tham dự cái giveaway nhân dịp 5.000 sub của mình. Thì trước khi vào cái phần hướng dẫn thì mình rất cảm ơn hơn 5.000 bạn đã theo dõi mình trong suốt thời gian qua, từ những khi mình 500 sub, 1.000 sub, 3.000 sub rồi đến bây giờ 5.000 sub. Và trong tương lai thì mình rất muốn các bạn tiếp tục ủng hộ mình, các bạn góp ý cho mình để kênh của mình có thể phát triển nhiều hơn. Và bằng cái cách rất đơn giản, đó là nếu như các bạn thấy những cái video nào hay thì các bạn hãy like và share nó để nhiều người biết tới kênh YouTube của mình hơn, và để chúng ta có nhiều cái giveaway hấp dẫn hơn, và biết đâu bạn là người may mắn để nhận được phần quà đó. Và phần quà nhân dịp 5.000 sub lần này đó chính là một chai nước hoa đến từ nhà Atelier Cologne, đó là Pomelo Badis. Đây, chai nước hoa ở đây rất là nhỏ xinh đúng không? Đây, mình sẽ quay vào cho gần cho các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là nhỏ xinh luôn. Thì nếu như bạn nào chưa biết chai nước hoa này thì các bạn có thể xem cái video Quiz Aventus vị vua thất bại, đúng rồi. Mình có quay phỏng vấn để so sánh giữa Quiz Aventus và chai Pomelo Badis này. Thì Pomelo đã giành chiến thắng. Và cái video thứ hai đó là Pomelo top 5 chai nước hoa gợi ý cho nữ sử dụng vào mùa hè ấy. Thì mình thấy rằng mùi hương này nó khá là unisex, cả nam cả nữ đều dùng khá là ok và rất là nịnh mũi, rất là tốt sử dụng vào mùa hè. Nên là mình đã quyết định mang nó ra để làm giveaway cho các bạn. Và cái thứ hai đó là chai nước hoa này thì nó rất là nhỏ xinh, nó có bao da như này, các bạn có thể để vào túi, để vào ví hay để vào đâu cũng được. Và cái thứ ba đó chính là em này thì nếu như các bạn dùng hết ấy thì các bạn có thể mua 30ml, các bạn mở cái vòi ra, các bạn đổ vào và các bạn sử dụng liên tục, chứ các bạn không sợ rằng là khi các bạn dùng hết thì các bạn không mở được ra và các bạn phải vứt cái chai đi. Đó là cái điều rất tiện lợi mà mình nghĩ rằng là sau khi mình suy nghĩ rất là nhiều chai để mình có thể làm giveaway, quyết định chọn em nó. Và đó là cái phần quà của giveaway này. Còn cái cách thức để các bạn có thể nhận được cái phần quà này đó chính là các bạn hãy vào cái đường link Facebook ở dưới mô tả video ấy. Các bạn hãy vào đó và comment vào đó một số gồm 3 chữ số bất kỳ mà bạn yêu thích. Và nhớ like, share bài viết ở chế độ công khai trên tường của bạn. Và mình đến ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì mình sẽ căn cứ vào cái giải kết quả xổ số giải đặc biệt ngày hôm đó để tìm ra một bạn có comment trùng hoặc gần trùng nhất, sớm nhất, để trao cái giải thưởng này đến cho bạn may mắn nhất. Nếu như bạn nào may mắn nhận được phần quà này thì hãy nhớ review lại cho mình cái mùi hương này nha. Và một lần nữa thì mình rất mong các bạn hãy share video, share kênh của mình nếu như các bạn thấy nó bổ ích, để chúng ta cùng sớm đạt 10.000 sub. Đạt 10.000 sub này, 20.000 sub, 50.000 sub và 100.000 sub thì mình hứa rằng càng ngày cái giveaway nó sẽ càng lớn và các bạn sẽ có nhiều hơn những cái video chất lượng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.